Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn là cách tăng follow TikTok nha các bạn. Rồi, video này dành riêng cho bạn nào chưa biết, bạn nào đã biết rồi thì bỏ qua giùm mình ha. Đầu tiên thì các bạn truy cập vào TikTok nè. Rồi, ở đây các bạn sẽ ấn vào biểu tượng hồ sơ nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn ấn vào chữ thêm bạn nè. Rồi, các bạn để ý nè, cái chữ follow lại nè. Các bạn ấn vào hết cho mình. Đó, follow lại. Rồi, chữ follow cũng vậy luôn. Tất cả luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn lùi lại nè. Tiếp tục các bạn sẽ nhấn vào chữ hộp thư nè. Ở phần hộp thư này các bạn lưu ý là những follow mới và hoạt động mới. Đầu tiên thì các bạn nhấn vào những follow mới nè. Rồi, ở đây các bạn thấy chữ follow lại nè. Follow nè. Các bạn cứ ấn vào hết cho mình. Đó, không cần biết người đó là ai luôn. Đó, các bạn cứ ấn hết ha. Xong rồi các bạn lùi lại ha. Tiếp tục các bạn ấn vào chữ hoạt động mới nè. Đây các bạn để ý nè. Coi có cái nào chưa follow hoặc là chưa follow lại, các bạn cứ ấn hết cho mình. Đó, đơn giản như thôi hết các bạn. Rồi, có thể các bạn tin hoặc là không tin. Các bạn có thể thử cái cách này của mình. Rồi, 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là 4 tiếng hoặc là 1 ngày, 2 ngày gì đó các bạn trở lại rồi các bạn làm y chang vậy nữa nha. Cứ nhấn vào chữ thêm bạn, nó thấy cái chữ nào follow hoặc là follow lại, các bạn cứ ấn hết cho mình. Đó, là cái lượt follow của các bạn tự nhiên nó sẽ tăng thôi. Đây. Cứ thấy chữ follow hoặc là follow lại các bạn cứ ấn hết nha, không cần biết là ai hết thì cái lượt follow của bạn nhất định sẽ tăng. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn chứng hai cái nick TikTok mình cũng mới vừa làm khoảng tầm 1 tuần. Nó cũng tăng số lượng nhỏ không đáng kể nha các bạn, nhưng mà thật sự là nó đã có tăng rồi. Rồi, các bạn quay qua tham khảo hai cái nick TikTok của mình ha. Rồi, như các bạn nhìn thấy hai cái nick TikTok của mình hay các bạn. Các bạn nhìn nè, đang follow là 400 và cái lượt follow là 242 và đang follow là 2061, cái lượt follow là 1407. Đây là kết quả mà mình làm như mình đã chia sẻ cho các bạn ha. Các bạn có thể tham khảo. Rồi, mình cũng xin tạm dừng video ở đây luôn. Chúc tất cả các bạn thành công ha. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.